Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Rất là nhiều các bác hỏi cái dòng touring, tức là dòng đi trong phố của hãng các hãng và một trong những cái hãng xe rất là nổi tiếng của Mỹ, đó là hãng Trek. Thì hôm nay em có về một chiếc dòng touring city, tức là đi trong phố của hãng Trek. Con này là dòng model là FX 7.4. Đấy. Như các bác nhìn thấy là đây nước sơn này rất là mới luôn, mà đi rất ít ấy. Chủ là mua xong một cái là đi như có mấy cây thôi, rất là ít luôn, gần như mới đấy. Trek FX 7.4 hiệu Mỹ đây, rất là mới. Cấu hình bộ chuyển động là Shimano Acera, đề DOG, líp là 9 tầng, 2, 4, 6, 8, 9, may ơi Shimano các bác, may ơi Shimano. Tất cả các phụ kiện là Bontrager hết, thì cái dòng Trek này các bác biết rồi, là phụ kiện là đều là Bontrager này, lốp này, đây đó, nhìn nó lốp là biết này. Rất là mới luôn. Đó. Vành Bontrager đi rất ít. Yên. Yên đẹp. Bontrager luôn. Có logo ở giữa yên. Màu xanh nước biển, xanh da trời. Trên tay là bộ chuyển động Shimano Acera 9 níp 3 đĩa, cho xe 27 tốc độ, ghi Ford là cũng Bontrager hết, nguyên bản 100% các bác nhé. Bây giờ em sẽ đo size của chiếc xe này. Chiếc xe có size là chiều cao đứng từ tâm trục đến khóa yên là 44,5 cm, và từ tâm cọc yên cho đến tâm phốt tăng là 52 cm. Và sẽ kiểm tra chuyển động chiếc xe này thì rất mới các bác nhé, gần như là đi rất là có vài cây số ấy, đi rất ít luôn. Đó, lên nít này rất là trơn tru nhẹ nhàng luôn. Trek FX Series 7.4. Đấy, đĩa này 3 tầng đĩa. Đấy, lên líp, chuyển số chuyển má rất là ngọt ngào. Máy rất là bon, máy Shimano luôn. Lốp gần như mới. Giá bán của chiếc xe thì em có để trong tiêu đề của video, các bác nhấn mũi tên chọn xuống để xem giá bán của chiếc xe. Nếu mà em không để giá thì tức chiếc xe đã bán. Cảm ơn các bác đã xem video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các chiếc xe mới em đang lên trên kênh nhé.